Kính thưa bà con, hôm nay làm clip này để hướng dẫn cho bà con sau khi vàng lá đã lụa rồi, cắt tỉa nhánh tâm ở trong như thế nào nha bà con. Mà bà con tiến vào để theo dõi em cắt tỉa nhánh tâm cây này để cho nó thoáng mát ha, cho nó độ thoáng mát, không có che phủ để làm tạo rong rêu trong thân cây nha bà con. Thì trước khi cắt thì bây giờ và phải chui vô nha bà con. Đó. Mình cắt tỉa mấy cái bơi chèo này để cho nó thoáng cây nha bà con. Sau một cơ đọt thì nó sẽ có mấy cái bơi chèo này nè bà con. Bà con để thì nó rậm rạp á, nó trong hần á, nó không có tiếp xúc được với ánh nắng á, cho nên nó bị rong rêu nha bà con. Bà con sau khi vàng lá lụa, bà con cứ tiến hành cắt tỉa, đừng có nhét tay bà con. Cắt tỉa cho nó thông thoáng cây, cho cây mình mau phát triển nha bà con. Thì sau làm một cơ đọt này thì nó tầm khoảng 40 đến 45 ngày lá nó bắt đầu lụa lại rồi. Giờ lá nó già luôn rồi bà con ơi. Giờ mình cho tiến hành cắt tỉa sơ sơ để cho nó thoáng trong thân cây nha bà con. Giờ mình cắt tỉa trong trước đi rồi mình làm từ từ sau. Nó bà con thấy không? Em mới cắt tỉa sơ sơ mà thấy nó thoáng cây vậy nè. Mà ánh nắng chiếu vào á, là cây nó ít bị rong rêu nha bà con. Đây vết sinh trưởng của cây 33 tháng rồi bà con. Tuy rằng cây này nó hơi nhỏ nhưng mà giờ em chăm sóc theo quy trình, làm đúng quy trình á, giờ nó đang phát triển nè. Mấy cành nhánh mà nó nằm hấp quá bà con. Bà con cho tiến hành cắt luôn bà con, đừng có sợ nha bà con. Để nhánh hấp quá nữa nuôi trái cũng đâu được rồi bà con. Thì cây này nó cũng sung quá trời luôn rồi, nó cũng lú mắt cua nè. Nhưng mà hiện tại tưới nước hoài cho nên nó không có phá miền trạng, nó không có lú bông, nó không có lú mắc cua ra được nha bà con. Ý này cắt tỉa luôn bà con, đừng nhét tay bà con. Để cắt tỉa xong rồi một lát quay ra xa ngoài để xem coi cây này nó sẽ phủ kín như thế nào nha bà con. Mình cắt tỉa như vậy á là để làm cơ đợt sau á mình phun thuốc này kia nó đỡ cái lượng thuốc phun để phủ tàn nha bà con. Này gọi là rửa mấy nhánh tâm thôi chứ chưa có định hình cắt tỉa chọn nhánh để trái nha bà con. Rửa cho nó sạch sẽ quá. Sau một cơ đợt thì em tiến hành rửa như vậy nè. Mấy nhánh nhỏ nhỏ như nè bà con. Mấy nhánh nhỏ nhỏ là mình cắt hết nè. Để nó bữa nó cũng tự già nó rụng thôi, nhưng mà mình tỉa về thẳng cho nó thoáng cây. Em làm clip này nếu bà con nào mà có ý kiến gì thì đóng góp với phần bình luận á, để mình cùng chia sẻ rút kinh nghiệm để làm miếng vườn mình thật ngon hơn nha bà con, tươi tốt hơn đó, cắt tỉa không nhét tay luôn nè bà con. Cái nhánh này là tự động nó chết luôn nè bà con, thay vì để nó chết giờ mình tiến hành mình cắt tỉa xương xương cho nó đi, để cho nó tiếp xúc với nắng, cho chi cành nhánh mình ít bị rong rêu hơn. Bà con lưu ý á, là cỏ trong gốc này nè là mình dọn dẹp sạch sẽ ra khoảng một gang tay nha bà con, để cho nó đừng có bị nấm bệnh á, nấm bệnh trong cỗ rễ. Tại miếng vườn này giờ chưa có không để dọn nha bà con, nhưng mà bà con lưu ý á, trồng cây sầu riêng thì lúc nào cũng trong cỗ rễ mình dọn dẹp sạch sẽ ra khoảng một gang tay.
bà con qua qua đây quay cái cây này đó, nó bị xì mũ nè bà con. Qua đây nè, qua đây quay nó nhỏ đi lòn nó. Hiện tại cây này xì mũ nhỏ nhỏ bà con, đây vết xì mũ của nó nè. Là em khoét ra, khoét ra xong rồi em quét bitumen gold với agifos đó bà con. Quét cái này là khoảng 4 lần 5 lần cái nó khô lại, xong rồi giờ là nó đang liền sẹo lại nha bà con. Cái vết này đó là cái cây lúc còn nhỏ là gần nửa cây luôn bà con. Giờ nó liền lại nè. Thì em quét hàng bitumen gold với hàng agifos á, hai cái cộng lại sạch sạch cái quét lên đặng cho nó khô vết thẹo bà con. Cho nó thông thoáng hết mấy cái tầng này nè, để cho nó đôn lên cho nó cao lên. Sầu riêng mình còn cao nữa, mình để chi mấy nhánh chân này nó dễ bị nấm bệnh thôi con. Đó bà con thấy không, nấm bệnh rồi. Không, dàn lá em thì nói chung ít nấm bệnh lắm. Cái này là bị đốm đốm của nấm bệnh, nấm hồng đó bà con, vết nấm hồng. Bây giờ mình để chi mấy chi cành này cho nó hấp, kiểu để cho nó quang hợp thôi. Hai cặp kẽ cho sao như nó thoáng mát rồi. Em cắt tỉa chút nữa ra xa ra quay phim lại cho bà con thấy cái cây, xem lại lúc đầu nó tùm mà bây giờ nó thoáng mát nha bà con. Tới trên đây rồi. Cây này 33 tháng mình có thể đứng lên được nha con. Đứng lên để cắt tỉa bình thường. Tỉa tới trên đây luôn cho nó thoáng mát. Mát nặng tiếp xúc với nắng đầu cây đã bị bệnh nha bà con. Sau 10 phút cắt tỉa rồi còn hay không, nó trong lòng hết trơn à. Đi ra ngoài đây quay vô để cho bà con xem nó phủ tàn rồi nó trống thế nào. Bà con hay không bà con, tàn ở ngoài thì nó vẫn phủ kín nha, nhưng mà có một số chỗ thì nó hơi trống thôi, nhưng mà không sao. Mấy chỗ trống đó để ánh sáng gọi vô á, để cho cái thân chính mình nó ít bị gông ghiêu á bà con. Thì bà con nào mà làm xong một cơ đọt á, nếu có thời gian thì mình cắt tỉa như vậy á, cơ đọt sau là mình làm tàn lại á, là nó đi đọt lại là nó vẫn phủ kính lại bình thường, rồi mình tiến hành cắt tỉa tiếp nha bà con. Thì video cắt tỉa cành đến nay xin kết thúc. Xin chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe và ra vườn chăm cây thật tốt hơn nha bà con. Bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ để em ra nhiều video để chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của em làm vườn để cho bà con xem nha bà con.